Rồi, là đầu tiên em xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay em tụt lên cho anh em một clip gồm 8.000 câu nha anh em. 8.000 câu này thì 8.000 câu carbon hàng nội địa, có hai cây này chuẩn nội địa nha anh em. Hai cây bên đây là hai cây bạo lực. Thì để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không giống clip em lên á thì anh em cứ gửi về em. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, đến đây cây thứ nhất người tham khảo nha. Đây. Cây thứ nhất là một cây cần của Kenjaki. Ngoại hình thì có xuất sắc với thời gian nha anh em. Phen là phen cầu, phen biển. Đó. Phen thì ok hết nha anh em, phen Fuji. Bát là bát Fuji. Đây góc này này, nó bị trắng trắng thế này đây, em cũng bó tay luôn. Cây này dài 2,4 m, cứng 80. Đó, bu là bu Fuji chống sắn nha anh em, bu nguyên hãng nha. Đó. Cây này dài 2,4 m, cứng 80, nặng 490 g, đọt 4 ly anh em. Đọt này mà đánh vô đếm đánh bao lực rồi còn gì bằng nữa. Cứng 80. Đó. Rất là cứng anh em, nhìn phen bộ phen rất là ngầu nha. Cái này thì nhãn mác nó bị bay mất rồi. Em về em vệ sinh không kỹ nên bị bay mất tiêu luôn á. Rồi, giá công khai cây số 1 giá 500k nha anh em. Cái này đánh bạo lực, đánh dầu đếm, câu biển, câu bè. Tiếp theo sẽ là cây số 2 nha mọi người. Cây số 2 là một cây cần của Alpha Taco. Hàng nội địa Nhật nha anh em. Tem nội địa ở đây. Anh em nói tem này không phải tem nội địa thì em tặng cây cần luôn. Đó. Cây này thì sở hữu dàn phen là dàn phen biển sứ dạ quang. Đó, Fuji cũng vậy, Fuji chống sắn nha anh em. Đó. Lộng bu nha anh em, bu chống sắn dạ quang nha anh em. Đó. Keo chỉ đây đi ok nha. Đó, tất cả các phen đều ok hết. Cây này thì chiên đánh biển này, nó bị trắng trắng thế là bão hóa bình thường. Phen đây. Bát là bát inox nha anh em, bát inox. Nguyên khúc này trở xuống là khúc inox nha anh em. Cây này dài 2,1 m, nặng 830 g, nhưng mà cái gốc này thôi á, cái gốc này thôi nó nặng 710 g này, rất là nặng nha anh em. Đọt 5 ly 3, độ cứng gờ tầm khoảng 120 đến 150 nha. Đó, độ cứng 120 150. Đặc biệt thì em bán cây cần này thì em tặng cho anh em luôn cái máy đo dây. Đó. Anh em đánh biển, đánh đáy, đánh gạn á, đo dây canh dây mình thả. Đó, cần rất là cứng nha anh em. Cực kỳ ngầu nha. Đó, máy đo dây người ta lắp cái bát đây luôn này. Đó. Cái gốc này anh em cầm đi cự cự dán cái xong luôn. Đó. Rồi, cây này giá công khai 700k nha anh em, tặng luôn cái máy đo dây. Tiếp theo sẽ là cây số 3 nha mọi người. Đó. Cây số 3 cây này mới ngầu nè. Anh em nào đánh phong thủy thì hốt cây này về. Cây số 3 là một cây cần của Mamisa. Cây này của China xuất nội địa Nhật nha anh em. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji. Lỗi phen Fuji đen nha anh em. Đó. Đây. Cán là cán bằng. Làm cực kỳ đẹp nha anh em. Ngoại hình cây này đảm bảo với anh em nó gờ tầm khoảng 93% nha, 93-95%. Đó. Cây này cứng 50, dài 2,7 m. Phen đây rất là ngầu nha anh em. Giống như cây này chưa xước xác gì luôn á. Rất là mới. Như chưa sử dụng luôn á, đừng nói xước xác. Cây này cứng 50, dài 2,7 m, nặng 270 g, đọt 3,4 l nha anh em. Đó, cây này là cây này một số anh em nói á, nó là hàng pha giữa carbon và phép sợi thủy tinh nên độ dịu á rất là cao nha anh em, độ dịu của cái đọt đó. Rồi đem test độ dịu đó cho anh em xem. Khá dịu nha anh em, nó dịu thế này. Công có thể công hình chữ C luôn, công tới khúc nói luôn. Đó, độ dịu cực kỳ nha anh em. Cây này dìu cá, đánh chép, đánh
đánh chê á, đánh mấy con mà bạo bạo á, mấy cái này diều cá là khỏi sẽ sẩy luôn đó, ngoài hình khá ok nha anh em. Rồi cây số 3 giá công khai là 800k nha anh em, đó rất là đẹp nha. Nguyên dòng phen nó nặng tiền luôn á. Tiếp theo sẽ là cây số 4 đó. Cây số 4 phen cây số 4 mới ngầu nè. Cây số 4 là một cây hàng Olympic, hàng thương hiệu nội địa Nhật đó, tem sức này anh em, đó, tem sức đầy đủ. Bộ phen nè, đó, bộ phen này bộ phen full sheet nha anh em. Đó, bộ phen sheet luôn. Cán thì là cán bằng, góc là góc đối trọng, góc bằng gỗ đối trọng nha anh em. Bát là bát full si. Cây này cứng 3, cứng 80. Cứng 80 dài 3 mét nha anh em. Đó. Bô là bô chống sắn luôn nha anh em, bô chống sắn sheet luôn. Đó. Ngầu khỏi cần bàn. Đây phen nó đây đó. Nhà phen xít nè, sứ nó làm rất là bự nha anh em đó. Fuji đóng chữ đây nha anh em đó. Cây này thì cũng một số anh em cũng nói là carbon pha sợi titan nên độ dịu nó rất là cao đó. Đây nhắn xuống cho anh em xem, rồi em test cho anh em xem. Ba cây kế bên nó công gì nè đó, test cho anh em xem luôn đó, công mà tới gần khúc nói luôn nha anh em. Dạng này đánh cảm giác thôi. Đó, độ dẻo nó cực kỳ cao nha anh em. Cây này thì cũng chiên cho anh em đánh bằng C, đánh gần, đánh biển. Bộ phen này muối năng vô được thì cũng hay lắm. Đó. Đánh bầu lực thì mấy cây dẻo thế này thì anh em không không đánh được rồi. Đó. Hàng bạo lực thì em sẽ lên clip sau. Đó. Ngoại hình cũng khá ok anh em, khá đẹp. Phen đây, đó, cực kỳ ngầu nha. Cây này nặng là 500 gram. Đọt 3 ly 9 nha anh em, giá 1 triệu 2. Đó, cây số 4 giá 1 triệu 2 nha anh em. Đó, bộ phen là lụm tiền nha. Bộ phen này đợt trước em thay cho một ông bạn á thì thợ nó sẽ lấy 100 ngàn một phen. Nó cứ thay phen nào cứ đếm phen là tính tới. Đó, bộ phen này là ăn luôn cây tiền cái cần á. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 5 nha mọi người. Cây số 5 cũng là một cặp với nó luôn, nhưng mà cây này cứng yếu hơn một tí. Cây này cũng thương hiệu Olympic, thương hiệu nội địa Nhật, tem sức đầy đủ. Ngoại hình cũng còn khá là ok nha anh em. Đây, trên tay nó bị muối ăn một tí. Không sao. Dài quá. Đó. Hàng này cũng là hàng carbon pha nha anh em. Đó, buông nó đây. Bu nó là đóng chữ full seal nè, đó. Phen vẫn là phen sheet nha anh em. Đó. Bao hư hỏng bao lỗi lầm. Ngoại hình thì vẫn có xước sát cả thời gian nha. Đó. Phen sheet nha anh em. Cực kỳ ngầu luôn. Sứ nó bóng lưỡng luôn. Cây này đánh là ít, rất là ít thao dây nha anh em. Tổn dây á. Giảm nhiệt cho. Đó. Bộ phen cực kỳ ngầu luôn. Cũng giống như cây số 3 và cây số 4, độ dịu cây này rất là cao nha anh em. Rồi em test cho anh em xem. Đây. Cây này cứ 50 mà nó cong thế này đây. Không nguyên cây cần luôn rồi. Bán hàng là test cho anh em coi thẳng hết. Dạng này đánh cảm giác bao phê. Đó, diều cá thì khỏi sợ sẩy. Nó thế này đi, nó test luôn. Đó, độ dịu cực kỳ cao nha. Những cây thế này thì chuyên gia anh em đi đánh diều cá rồi, chứ đánh bao lực không được rồi. Diều cá đánh lăn xê, đánh chép, đánh chơi. Đó, cần thế nào thì em báo anh em thế vậy. Đây, cắn bằng nha anh em, chỗ này bị mắc lỗ nè. Đó, bát là bát Fuji nha. Đó. Cực kỳ đẹp nha, góc là góc đối trọng luôn. Cây này thì cứng 3, cứng 50, dài 3 mét. Nặng là 440 gram. Đọt 3 ly 3 nha anh em, giá 1 triệu mốt nha. Đó, cây số 5, giá 1 triệu mốt. Cực kỳ đẹp nha. Tết. Dẹp cái bên đây đi. Rồi, tiếp theo sẽ là cây số 6.
Cây này chuẩn 100% nội địa với anh em luôn nha anh em. Một em Ngọc Trinh. Cây này là một cây super carbon, hàng của ai cũng không biết luôn. Chữ này chữ Nhật em đọc không được. Đó. Nhưng em biết nó là cây này cứng 30, dài 3 mét. Made in Japan. Tem nội địa. Đó. Made in Japan nha anh em. Đó. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji, lõi xám. Phen khá ok cho anh em, đóng chữ Fuji trong đây đây. Cây này thì nặng là 240 g, đọt 2 ly nha anh em, cứng 30, đọt 2 ly. Dài 3 mét. Dạng này là dạng carbon, super carbon mà siêu carbon này. Nó sẵn khỏi bàn. Rồi có thể nhắm tay luôn nha anh em. Đây. Đó. Đây để sát cho anh em xem. Nó sẵn tới này từ đất tới ngọn nha anh em. Cái này thì thích hợp cho anh đánh cảm giác săn chép, săn giết. Đó. Câu hanh. Dạng này đánh hanh là ok. Dài 3 mét, hàng nội địa Nhật. Đánh lăn xê cũng được, anh em đánh lăn xê nhẹ nhẹ cũng được. Rất là ok anh em, độ dịu rất là cao nha. Nguyên cây carbon nha, đọt không thấp. Thẳng băng. Rồi, giá công khai cây số 6 giá 1 triệu anh em. Cực kỳ đẹp nha. Chẳng như Ngọc Trinh luôn. À, sẵn từ gốc tới ngọn nha. Tiếp theo sẽ là cây số cây số 7. Cây số 7 vẫn là một cây cần của nội địa Nhật cho anh em. Đó, tem nội địa Nhật. Tem này. Cây này là một cây cần của Nagato. Nagato. Cây này cứng 50, dài 3 mét. Phen là phen Fuji nha anh em, phen Fuji cao. Đó. Bá xám nha. Hàng này thì thích hợp cho anh em lăn xe, đánh lăn xe. Đánh lăn xe, săn chép, đánh biển, câu gần. Dạng này cứng 50 là dạng cho thích hợp anh em đánh cảm giác. Bát là bát Fuji cho anh em. Cán là cán bằng. Bát Fuji cán bằng. Cứng 50, dài 3 mét, nặng 290 g. Đọt 2 ly 3. Đó. Cái cực kỳ đẹp nha anh em. Hàng thì hàng chất liệu carbon nha anh em. Đây, nó sẵn thế này, nó sẵn từ đất tới ngọn luôn. Cái này anh em mà muốn nó cứng hơn một chút anh em về độ xuống, còn 2m7 là đánh bao chuẩn, bao cứng luôn. Thì hàng Nhật nó về sao nguyên zin thì sao thì em để vậy thôi. Rồi, cây số 7 giá là 1 triệu mốt nha anh em. Đó. Giá công khai luôn. Tiếp theo sẽ là cây số 8, cây cuối cùng nha anh em. Cây số 8 là một cây cần của Ryobi. Thương hiệu nội địa Nhật. Cây này dài 3 mét, cứng hắc. Chất liệu là chất liệu carbon. Sẵn hàng carbon này, carbon sẵn chìm nha anh em. Đó, phen là phen Fuji, đã xám. Phen Fuji cho anh em. Phôi này, phôi khá ok nha. Cây này dài 3m3, cứng HNG tầm khoảng cứng 80 nha anh em. Dài 3m3, cứng 80, 3 khúc. Cây này nặng 310 g, đọt 2 ly 5, cứng 80. Cái phần này nè, phần này cứng miếng cao su nó chưa bóc luôn nha anh em. Bát là bát Fuji. Hàng Ryobi nha. Đó. Cản là cản shop nha anh em. Góc ở trên là góc bằng. Hàng 3 khúc. Bát Fuji, phen Fuji. Cực kỳ ngầu nha anh em. Rồi. Cây này thì cũng thích hợp cho anh em đánh xe, săn chép, săn chơi. Đánh cha cũng được, đánh cha cây này đánh cũng ok, đánh cha, đánh chim cây này đánh cũng ok. Bu nữa là bu xích. Đó.
cực kỳ luôn nha anh em. Bull shit dẫn bull mon chè á. Rồi giá công khai, giá công khai cây số 8, giá là 1 triệu cho anh em. Đó. Rồi đó là cộng 8 cái cần em lên cho anh em hôm nay. Nếu anh ưng cái nào chốt để lại số điện thoại, em có thể tự động liên hệ với anh em. Nếu anh em cần em chụp hình cận cảnh á thì bao thì nhắn tin qua Zalo cho em nha anh em. Số điện thoại em để góc này của màn hình. Rồi, cảm ơn anh em nha.